Ngày 31 tháng 1, toàn tuyến đèo Brent nối thành phố Đà Lạt với cao tốc Liên Khương đã chính thức thông suốt sau một năm thi công, khi đoạn từ thác Đa Lanta đến chân đèo Brent đã hoàn tất đưa vào sử dụng. Đèo Brent cũ chỉ rộng 7 m với hai làn xe, từng nhiều lần xảy ra ung tắc trong các dịp lễ Tết. Nay khi hoàn tất mở rộng, đường mới rộng gấp đôi với bốn làn xe. Không những mở rộng đường, dự án cũng đã xử lý nhiều khúc cua gấp quanh co nguy hiểm trước đây. Đặc biệt là khúc cua tử thần tại lý trình km 224 cộng 854 đã được nắng thẳng bằng cầu cải tuyến với tên chính thức Dalanta. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của dự án, xóa đi điểm nguy hiểm của đèo Brent. Tuy nhiên, cung đèo vẫn giữ được những hình ảnh thơ mộng với các khúc cua nhẹ xuyên qua rừng thông xanh mát. Như vậy, từ cao tốc Liên Khương lên thành phố Đà Lạt hiện nay có 3 đường, gồm đèo Brent mới nâng cấp mở rộng, đèo Mimosa và đèo Sa Cơm, đường bên trái đi về hướng khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Thời gian khai thác ban đầu, tốc độ qua đều Brent giới hạn 60 km/h, chạy toàn tuyến hôm nay, phong viên ghi nhận mất trên dưới khoảng 10 phút. Ngày 31 tháng 1, ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, và ông Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Ông Trần Tuấn Anh và ông Phan Việt Cường đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu căn cứ quy định hiện hành của Đảng, nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ông Phan Thị Cường thôi giữ chức vụ ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Trần Đức Quỳnh, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh vì đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu cương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả của vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ban chấp hành Trung ương đảng quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Trần Đức Quận và ông Nguyễn Nhân Chiến. Trưa 31 tháng 1, đội cảnh sát giao thông các Lái, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chuyên đề xử lý xe máy vi phạm tốc độ trên đường Mai Chí Thọ hướng từ thành phố Thủ Đức về quận 1. Tuyến đường này được lưu thông với tốc độ giới hạn là 50 km một giờ. Chỉ trong một giờ làm việc, tổ công tác đã xử lý 20 trường hợp vi phạm, trong đó hai người chạy qua tốc độ quy định trên 20 km một giờ, mức cao nhất của khung vi phạm. Hai trường hợp này lưu thông trên đường Mai Chí Thọ với tốc độ 73 km một giờ. Với lỗi vi phạm này, họ sẽ bị phạt 4,5 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe 3 tháng. Ngày 31 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện U Minh tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đỗ Thanh Dân, nguyên phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện U Minh để điều tra về hành vi tham ô. Bị can dân được cho tài ngoại để phục vụ quá trình điều tra trước đó thanh tra tỉnh cà mau đã có kết luận thanh tra về nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn huyện u minh tuy được phân công phụ trách các mô hình dự án nhưng ông dân đã không triển khai thực hiện đúng theo mô hình dự án được chủ tịch huyện phê duyệt Ông Dân còn tự ý hoán đổi từ hỗ trợ vật tư sang hỗ trợ giống mà không trình cấp thẩm quyền xem xét, nên dẫn đến sai phạm như lập thủ tục khống biên bản nghiệm thu hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản giao nhận vật tư để thanh toán khống hơn 809 triệu đồng tiền mua vật tư. Đối với số tiền thanh toán khống, sau khi trả tiền mua lúa cá giống 476 triệu đồng, thì bà Lê Thanh Tú công tác ở Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện U Minh lập phiếu thu nội bộ và chi trả tiền tiếp khách ngoài sổ kế toán 25 triệu đồng riêng ông Dân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm dụng 296 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Cà Mau đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Valery Zaluny được cho là đã nảy sinh nhiều bất đồng. The Guardian dẫn lời ông Oksiy Goncharenko, một nghị sĩ đối lập tại Ukraine và là đồng minh của Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny, cho biết Tổng thống đã yêu cầu ông Zaluzhny từ chức, nhưng ông ấy từ chối. Sự việc này đã làm rộ lên thông tin rằng tướng Zaluzhny bị cách chức sau khi từ chối yêu cầu của Tổng thống Zelensky. Theo Kyiv Independent hôm 30 tháng 1, các nguồn tin của tờ báo này và một số cơ quan truyền thông Ukraine khác nói rằng Tổng tư lệnh Zaluzhny có thể đã bị cách chức từ ngày 29 tháng 1, Tuy nhiên, chưa có quyết định chính thức nào được công bố trên trang web của Tổng thống Zelensky. Cả ông Zelensky và ông Zaluzny đều chưa đưa ra bình luận công khai nào. Giới bình luận cho rằng, nếu tổng thư lệnh Zaluzny bị cách chức, người nhiều khả năng được bổ nhiệm vào vị trí này nhất là ông Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine. Israel lần đầu xác nhận đã cho bơm nước vào hệ thống hầm ngầm của lực lượng Hamas tại giải Gaza. Hamas được cho là đã tạo ra hệ thống với khoảng 1.300 đường hầm trải dài hơn 500 km và được ví như ga tàu điện ngầm Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel cho hay không phải tất cả đường hầm đều bị làm ngập, họ chỉ bơm nước vào các trục đường hầm phù hợp với nhiệm vụ. Để vô hiệu hóa khả năng hoạt động ngầm của Hamas, quân đội Israel còn phá đường hầm bằng cách không kích, tấn công ngầm và sử dụng các phương tiện công nghệ khác. Thông tin Israel bắt đầu bơm nước biển vào đường hầm Hamas xuất hiện vào tháng trước nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân vì đất ở gaza vốn đã nhiễm mặn nay sẽ càng nhiễm mặn trầm trọng hơn israel xác nhận bơm nước vào các đường hầm của hamas diễn ra trong bối cảnh xung đột dữ dội tiếp diễn tại giải gaza còn các nhà đàm phán quốc tế thúc đẩy một lệnh ngừng bắn mới